Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bông hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7. Mến chào quý vị thính giả và Thủy Nguyên rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng trực tiếp của chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng. Như thường lệ lên sóng đều đặn vào 9 giờ 30 phút các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. Chương trình cũng sẽ được phát lại vào lúc 19 giờ cùng ngày trên kênh chuyên biệt về sức khỏe JFM. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay trong một buổi sáng cuối tuần thì hẳn là các gia đình cũng đang quây quần bên nhau, đang có những cái dự định nhất định trong cái việc là chúng ta sẽ làm gì, đúng không ạ, vào hai ngày thứ bảy, chủ nhật. Và chắc chắn một mối quan tâm hàng đầu đó sẽ là dành thời gian nhiều hơn cho các bé ở trong gia đình, chăm sóc dinh dưỡng làm sao để các con có thể là tăng nhỉnh thêm một chút về cân nặng rồi thì phát triển chiều cao cho nó được tối ưu. Đây cũng là những cái mối quan tâm thường ngày thôi của tất cả các bậc phụ huynh. Và như thường lệ thì trong mỗi buổi sáng cuối tuần chúng tôi cũng thường ưu tiên để mời đến phòng thu cho FM các chuyên gia tư vấn về sức khỏe dinh dưỡng cho các bé ở trong gia đình. Và ngày hôm nay thì xin được trân trọng giới thiệu cùng các thính giả, thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, bác sĩ đến từ Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề kiến thức vàng giúp tăng chiều cao cho trẻ dưới 5 tuổi. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Đinh Ngọc Hoa đã dành thời gian đến với phòng thu cho FM. Vâng, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình. Xin chào Thủy Nguyên. Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Và cũng xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng gói cốm tăng chiều cao, tăng cường sức đề kháng, phát triển trí não, điều trị còi xương chậm lớn Previtin đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc số 0896 509 509, hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp @bacsitưvan.vn, chi tiết tại website bacsitưvan.vn. Vâng, quý vị thân mến, nói về lợi thế của một người có chiều cao tốt thì chúng ta cũng không cần phải tranh luận gì nhiều rồi. Vậy thì làm thế nào để cho các bé, những thiên thần nhỏ bé trong gia đình của chúng ta sau này sẽ đạt được cái chiều cao tối ưu đó, mang cái lợi thế của mình đi để có thể gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc và trong cuộc sống. Thì có lẽ rằng ngày xưa chúng ta vẫn nói là bố mẹ có cao thì con mới cao được. Thế nhưng mà không phải ạ. Bây giờ chúng ta đã có được những cái nghiên cứu để cho thấy rằng có những cái tác động nhất định vào những cái giai đoạn nhất định nữa, thì các bé cho dù mà bố mẹ chiều cao còn khiêm tốn thì các con vẫn có cơ hội có được cái chiều cao rất là tốt khi mà sau này trưởng thành. Vậy đầu tiên thì cũng xin được đặt ra vấn đề này với chuyên gia của chương trình, bác sĩ Đinh Ngọc Hoa. Thưa bác sĩ ạ, bác sĩ cũng hãy chia sẻ một chút về cái tình hình mặt bằng chung về thể chất, về sức khỏe của trẻ trong cái giai đoạn độ tuổi dưới 5 tuổi hiện nay được không ạ? Xin cảm ơn Thủy Nguyên. Đúng như là Thủy Nguyên nói, tức là cao lớn, thông minh và thành đạt trong cuộc sống thì luôn là mục tiêu mà các bậc cha mẹ hướng tới cho con cái của mình. Bởi vậy em bé như mình luôn luôn dành được sự quan tâm chăm sóc nhiều nhất. Và thực tế cũng cho thấy rằng là so mới nhiều thập kỷ trước đây thì cái tỷ lệ suy dinh dưỡng và còi xương ở trẻ nhỏ cũng đã giảm rất nhiều. Và các em bé ngày nay cũng đã cao lớn hơn là từ trước rất nhiều. Nếu các bạn có để ý xem những cái bộ phim từ năm 45 Thủy Nguyên nhỉ, thì cả một đất nước suy dinh dưỡng, cả người lớn lẫn trẻ em đều suy dinh dưỡng, chứ không cứ gì là chỉ có riêng trẻ em không. Nhưng đến ngày nay thì cái tỷ lệ suy dinh dưỡng đó đã giảm rất nhiều. Và nếu tính năm 1985 thì 51,5% trẻ nhỏ bị còi xương suy dinh dưỡng, thì đến năm 2000 tỷ lệ đấy chỉ còn 33%. Và đến, nhưng mà đến mặc dù là cái bữa ăn của người Việt thì đã được cải thiện rất nhiều và các chương trình phòng chống suy dinh dưỡng quốc gia cũng đã được triển khai thực hiện từ nhiều năm qua. Nhưng mà đến năm 2017 thì theo số liệu của mạng lưới giám sát dinh dưỡng toàn quốc thì tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi vẫn còn 23,8% và tỷ lệ nhẹ cân là 13,4%. Và cũng có sự khác biệt giữa các vùng miền, các khu vực. Ở các cái vùng nông thôn và miền núi thì cái tỷ lệ còi xương suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ nhiều hơn là các khu vực thành thị. Thì điều đó có thể thấy là do là có thể khẩu phần ăn của các bữa ăn của em bé người Việt cũng chưa đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vitamin và khoáng chất cần thiết trong 5 năm đầu đời. Vì chúng ta biết rằng ở trẻ dưới 5 tuổi, đây là cái độ tuổi mà nhà trẻ và mẫu giáo, bởi mà cái lứa tuổi này cũng là cái tuổi mà trẻ đang phát triển rất là mạnh và cũng là cái giai đoạn mà trẻ đã phải trải qua rất là nhiều các cái chế độ ăn, từ bú sữa mẹ này, rồi ăn bột này, rồi ăn cơm, rồi ăn cháo, rồi đến tuổi nhà trẻ thì lại phải đi nhà trẻ rất là sớm. Nhiều khi chúng tôi có nói đùa, tức là em bé phải đi bộ đội sớm quá. Tức là mới có nhiều bạn mới có 10 tháng là đã phải đi nhà trẻ rồi. Thế và cái đi nhà trẻ hết tuổi nhà trẻ, đến 3 tuổi thì lại phải đi mẫu giáo. Từ 3 tuổi, 5 tuổi là các em bé đi mẫu giáo và đến 6 tuổi thì mới bắt đầu vào học lớp 1. Và lúc đấy thì cái những cái chế độ ăn cũng hay là những cái thay đổi về cái môi trường sống của bé nó mới có thể ổn định được. Thế và cũng có thể
là cái nhu cầu cái cha mẹ mình cái trang bị cái kiến thức về nuôi con nó chưa được đầy đủ. Không phải là chúng ta không biết mà đôi khi là chúng ta lại yêu con nhiều hơn, và vì yêu con nhiều cho nên là chúng ta lại chăm sóc con nó lại không đúng như là các cái chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo. Tức là người ta nói là ăn uống phải đầy đủ 4 thành phần dinh dưỡng, nhưng đôi khi chúng ta lại cho ăn nhiều hơn một thành phần nọ hoặc ít đi một thành phần kia. Cho nên là cái khẩu phần ăn của người Việt người ta vẫn thấy là nó hầu như chỉ đáp ứng được độ khoảng 50%, trên 60% cái nhu cầu về canxi và khoảng 10% cái nhu cầu về vitamin D so với cơ thể. Đấy, và rồi trẻ nhỏ thì lại miễn dịch kém, rồi hay mắc các cái bệnh nhiễm khuẩn, rồi lại phải sử dụng kháng sinh, và kháng sinh thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái hệ tiêu hóa. Mà cái giai đoạn từ 0 cho 5 tuổi là cái giai đoạn vàng thứ hai trong cái phát triển của con người, mà đây là cái giai đoạn rất là quan trọng. Nếu như cái giai đoạn này mà chúng ta không để ý đến mà bỏ qua thì lớn lên em bé cũng rất dễ bị thấp còi. Rồi về thể chất thì cái giai đoạn này thì là giai đoạn phát triển rất là vượt trội. Và từ sau 12 tháng thì cân nặng của em bé tăng gấp 3 lần và chiều cao tăng gấp 1,5 lần. Và sau 2 tuổi thì cân nặng của em bé thì nó tăng khoảng 2 cân trong một năm thôi. Và đến chiều cao thì tăng rất là nhanh. Thế và khi mà em bé được 2 tuổi thì cái chiều cao khi mới trưởng thành thì nó gấp đôi chiều cao lúc mà em bé được 2 tuổi. Và khi mới đạt 5 tuổi thì cái cân nặng và chiều cao của em bé đạt chuẩn là phải 110cm, chiều cao và cân nặng là 18 cân. Và cái trí tuệ thì trong giai đoạn này thì trí tuệ của em bé cũng phát triển rất là nhanh. Trọng lượng não từ lúc mới sinh là 25% và nó đạt gần 100% so với người trưởng thành khi mà em bé được 6 tuổi. Và các lúc 2 tuổi thì các thành phần hóa học ở các tế bào não bộ của trẻ nó cũng được myelin hóa và tốc độ myelin hóa đến 4 tuổi thì bắt đầu hoàn thành. Và đây cũng là các giai đoạn rất quan trọng trong phát triển trí tuệ của em bé. Và cái giai đoạn này miễn dịch của em bé cũng phát triển rất là nhanh, nhưng mà cái miễn dịch mà thụ động mà mẹ truyền cho trong cái thời kỳ mà bào thai hay là lúc bố mẹ thì nó giảm dần đi gần như bằng không khi em bé được 12 tháng tuổi. Và cái giai đoạn này nó gọi là cái giai đoạn khoảng trống miễn dịch, bởi vì em bé cũng rất dễ hay bị ốm đau. Nếu mà cái giai đoạn này mà chúng ta không để ý, chúng ta không quan tâm đến em bé, hoặc là đôi khi chúng ta quan tâm nó chưa đúng cách thì em bé rất dễ bị suy dinh dưỡng. Bởi vì cái giai đoạn suy dinh dưỡng còn xương cũng hay xảy ra trong cái giai đoạn này. Và nếu như mà không chỉnh lý thì lớn lên cũng sẽ dễ bị thấp còi. Dạ vâng ạ, như vậy là trong cái giai đoạn độ tuổi dưới 5 thì trẻ cũng đã trải qua hai cái giai đoạn rất là quan trọng để có thể tăng được chiều cao rồi. Đó là giai đoạn trong bụng mẹ, rồi thì cái giai đoạn mà từ 0 tới 3 tuổi nữa, chiều cao nó có cái sự tăng rất là nhanh chóng và vượt trội. Thế thì thưa bác sĩ ạ, mục tiêu cần đạt được của trẻ trong cái độ tuổi này sẽ là những con số cụ thể như thế nào ạ? Thực ra thì cái mục tiêu đạt được của chúng ta vẫn là gì? Trẻ cao lớn, thông minh, khỏe mạnh, tức là cân nặng và chiều cao phải đạt chuẩn và trí tuệ thì phải hanh thông. Đấy là cái mục tiêu mà chúng ta đặt để chúng ta phấn đấu và đạt được, làm sao cho em bé nhà mình không bị suy dinh dưỡng này, rồi không bị thừa cân béo phì. Tức là cái tỷ lệ suy dinh dưỡng cũng nhiều và cái tỷ lệ thừa cân béo phì cũng không ít. Có rất nhiều em bé tức là ăn rất nhanh và lớn rất nhanh, và em bé so với cân nặng chuẩn thì em bé lại thừa. Thế thì cái việc thừa cân nó cũng không tốt cho cái sức khỏe của em bé. Bởi vì em bé có được sức khỏe tốt, có cân nặng phát triển đạt chuẩn thì cái lớn lên thì em bé mới tạo được cái tiền đề để cho em bé phát triển tốt khi mà em bé vào đời. Cái việc phát triển tốt về thể chất thì ngoài ăn uống đầy đủ cân đối các thành phần dinh dưỡng cũng phải tập cho bé có thói quen vận động, nhất là buổi sáng, để làm sao cho giúp cho em bé hấp thu được cái vitamin D. Vì chúng ta biết rằng là vitamin D chủ yếu là hấp thu được qua da, 80% qua da và chỉ có rất ít ở trong thức ăn. Rồi phát triển tốt về mặt trí tuệ. Tới 4 tuổi thì tốc độ myelin hóa của các cái tế bào thần kinh thì cũng gần như là hoàn chỉnh, và đây cũng là giai đoạn quan trọng trong sự phát triển hoàn thiện ngôn ngữ cũng như là tư duy của em bé. Rồi chúng ta phải giúp bé phát triển tốt về nhận thức. Đây là cái giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành và định hình cái tính cách của em bé khi mà em bé trưởng thành. Và Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng đã đưa ra một cái thông điệp về dinh dưỡng và phát triển là chăm sóc dinh dưỡng ngày hôm nay để cải thiện thể lực, tầm vóc và trí tuệ và chất lượng cho cuộc sống ngày mai. Một em bé mà có thể lực và trí tuệ tốt lúc còn nhỏ thì khi trưởng thành cũng sẽ có nhiều cái cơ hội để thành công. Dạ vâng ạ, mục tiêu chúng ta đặt ra là vậy, thế nhưng mà phải thừa nhận với nhau là thực hiện nó là vô cùng gian nan, không phải bé nào cũng hợp tác cả. Ngay kể cả khi là các con rất là cố gắng rồi đáp ứng được những cái yêu cầu của bố mẹ về vấn đề là ăn uống rồi thời
gian ngủ nghỉ luyện tập ạ, thì cái sự phát triển về chiều cao nó cũng chưa hẳn là đã tốt ạ. Cha mẹ tìm đủ mọi cách cung cấp dưỡng chất cho con rồi, bồi bổ, thế nhưng mà các bé vẫn không cao, thậm chí là sức khỏe nó cũng đôi lúc lúc này lúc khác nó lại ốm vặt nữa. Vậy thì điều gì đã làm ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ như vậy thưa bác sĩ ạ? Đúng là như vậy, như Thủy Nguyên nói, tức là mục tiêu của chúng ta làm sao là cho em bé phải phát triển tốt kể về mặt thể chất cũng như là về mặt trí tuệ. Nhưng mà để thực hiện một quá trình đấy đúng là không đơn giản. Vì ai cũng đã từng là mẹ, tôi cũng vậy, khi con còn nhỏ cũng rất hay ốm đau và cũng phải trải qua rất là nhiều khó khăn thì các em bé nhà mình mới có thể phát triển tốt được. Bởi vì chúng ta trước hết là để cho em bé phát triển tốt thì chúng ta cũng cần phải biết là có những yếu tố nào tác động đến sự phát triển của em bé. Vì chúng ta thì tất cả chúng ta đều biết rõ dinh dưỡng là quan trọng nhất, nhưng thực tế dinh dưỡng cũng chỉ chiếm 31% trong cái sự phát triển của em bé. Và dinh dưỡng cũng là cái khó khăn nhất để chúng ta có thể hoàn thành được, bởi vì cái giai đoạn này là thời kỳ mà em bé phải rất nhiều, trải qua rất là nhiều chế độ ăn, từ lúc mà em bé bú mẹ rồi ăn bột rồi ăn cháo rồi ăn cơm rồi cũng phải trải qua với nhiều những môi trường sống, tức là lúc bé thì ở nhà với cha mẹ này, rồi đến lúc lớn hơn một chút thì lại đi phải đi nhà trẻ rồi đi mẫu giáo. Thế có rất nhiều em bé nó quen ở nhà bố mẹ rồi quen ở với ông bà rồi bắt em bé đi học, không chịu, nó khóc suốt, nó khóc từ sáng cho đến chiều và không ngừng nghỉ một lúc nào hết, chỉ trừ lúc mà nó ngủ mệt quá nó ngủ thôi, nhưng mà nó khóc suốt và nhiều khi là bố mẹ lại phải đầu hàng cho em bé ở nhà. Thế thì đấy, cái việc mà làm sao rèn luyện cho em bé có được một cái thói quen mà khi đến tuổi mà phải hòa nhập với tập thể, em bé được hòa nhập vui vẻ cũng không phải là cái vấn đề đơn giản. Thế rồi một cái chế độ ăn cũng như vậy, làm sao mà khi em bé phải trải qua nhiều chế độ ăn như vậy thì chúng ta phải làm thế nào để cho em bé quen dần với cái chế độ ăn và em bé tiếp thu những thức ăn mới của chúng ta, để làm sao mà cơ thể của em bé hấp thu được và em bé phát triển được tốt cũng là một vấn đề mà chúng ta phải quan tâm. Và còn những yếu tố khác nữa, yếu tố để giúp cho phát triển đến thể lực của em bé là yếu tố thể thao. Thể thao cũng đóng vai trò rất quan trọng, nó chiếm 20% trong sự phát triển của cơ thể. Đối với trẻ mà dưới 5 tuổi thì rèn luyện thể thao, Thủy Nguyên thấy nó có khó khăn không nhỉ? Dạ vâng, khá là khó. Đấy, rất là khó. Vì là bỏ em bé dưới 5 tuổi thể thao như thế nào? Thế thì gọi là thể thao thì là một cái danh từ chung thôi, nhưng chúng ta cũng là giúp cho bé vui chơi hoạt động ngoài trời, đặc biệt là vào buổi sáng, ít nhất là mỗi một ngày là 30 phút vào buổi sáng sớm. Thì cái việc vui chơi đấy thì nó cũng sẽ giúp cho em bé, khi mà hoạt động như vậy thì em bé cũng sẽ ăn được ngon hơn và giấc ngủ cũng sâu hơn và em bé cũng sẽ phát triển được tốt hơn. Rồi cái việc vận động ngoài trời buổi sáng thì cũng sẽ giúp hấp thu cái vitamin D. Và yếu tố di truyền như Thủy Nguyên nói ban nãy, tức là bố mẹ cao thì con mới cao, bố mẹ thấp thì con thấp cũng không chiếm nhiều phần trăm, cũng chỉ có 23% thôi. Và yếu tố nữa là yếu tố môi trường xã hội, tức là giấc ngủ cũng rất là quan trọng. Cái giấc ngủ nó khi mà em bé được ngủ tốt về đêm thì em bé cũng sẽ phát triển được chiều cao, bởi vì là cái hormone tăng trưởng thì nó chủ yếu tiết ra vào ban đêm khi mà chúng ta đã ngủ say, tức là vào khoảng từ 23 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng. Bởi vậy chúng ta nên tôn trọng giấc ngủ sinh lý của em bé. Có rất nhiều bà mẹ lo là em bé là không lớn nhưng mà đánh thức em bé dậy mới ăn. Thế rồi nhiều khi là mình định cho em bé ăn vào lúc 9 giờ sáng chẳng hạn. Thế nhưng mà 9 giờ sáng thì đúng là em bé lại đang ngủ. Thế là thôi, đến 9 giờ rồi chứ gì, đánh thức nó dậy, cho nó ăn. Thế thì cái việc đánh thức như vậy là khi mà dậy em bé đang được ngủ còn chưa hết giấc ngủ, em bé sẽ khó chịu, quấy khóc và em bé lại từ chối ăn. Thế là đôi ra cùng thành gì? Lợi bất lại cập hại. Thế cho nên chúng ta nên tôn trọng giấc ngủ cho em bé. Nếu như chẳng may em bé có đến giờ ăn, em bé có ngủ quá đi một chút, chúng ta cũng để cho em bé ngủ. Sau khi em bé ngủ đẩy giấc rồi, em bé dậy, em bé sẽ tỉnh táo, em bé sẽ ăn uống được ngon hơn. Và em bé cũng sẽ phát triển được cái chiều cao được tốt hơn. Cho nên cái việc mà để cho em bé phát triển tốt toàn diện thì các cha mẹ cũng nên quan tâm là đầy đủ các yếu tố, chứ không chỉ là chăm lo về việc ăn uống. Hoặc đôi khi là có rất là nhiều những bà mẹ, tức là 10 tháng tuổi cũng đã cho em bé đi ra tập bơi, nhưng mà mình cũng phải rất để ý, nhiều khi là ở dưới nước nhiều quá dễ em bé cũng dễ bị nhiễm lạnh và cũng rất dễ bị viêm đường hô hấp. Cho nên chúng ta phải làm sao mà chăm sóc cho em bé một cách toàn diện và hợp lý theo độ tuổi của em bé thì em bé mới có thể phát triển tốt kể và thể chất cũng như tinh thần. Dạ vâng, rất là nhiều những cái yếu tố lưu ý ạ, quý vị thính giả thân mến, để có thể con của chúng ta sau này có được cái chiều cao lý tưởng thì các bậc phụ huynh cũng phải dành những cái thời gian và tâm sức nhất định đấy ạ, không phải cứ thuận theo tự nhiên mà con chúng ta nó sẽ phát triển một cách là khỏe mạnh và lại cao lớn được đâu. Quý vị thính giả hãy nhấc điện thoại lên và gọi về cho chúng tôi tổng đài 1900 6255 để gặp gỡ trực tiếp với bác sĩ Đinh Ngọc Hoa trong 60 phút phát sóng trực tiếp của chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, có những
cái yếu tố Thủy Nguyên xin được nhắc lại thôi, về dinh dưỡng này, về yếu tố di truyền này, yếu tố vận động thể lực này, và bên cạnh đó nữa cái giấc ngủ nữa của trẻ là cũng vô cùng là quan trọng. Và chúng ta biết rằng là chiều cao của trẻ vào năm 2 tuổi nó sẽ bằng một nửa chiều cao khi trưởng thành. Bởi thế cho nên là các bậc cha mẹ hãy dành những cái thời gian đi trong những cái năm tháng đầu đời, chúng ta hỗ trợ cho bé có được đầy đủ những cái yếu tố kể trên, được thuận lợi nhất để bé có thể là phát triển cao lớn nhất. Còn nếu như mà không đạt được cái chiều cao chuẩn trong cái giai đoạn đầu đời này thì thưa bác sĩ ạ, hậu quả sau này là như thế nào và nó ảnh hưởng ra sao tới chiều cao của các bạn ấy sau này khi trưởng thành ạ? Chúng ta biết rằng là trong cái đời người thì nó có 3 giai đoạn mà phát triển chiều cao rất là nhanh. Đấy là giai đoạn mà 3 tháng cuối trong thai kỳ, giai đoạn trước 5 năm đầu đời và giai đoạn tiền dậy thì. Thế thì nếu như mà cái giai đoạn từ trước 5 năm này mà nếu như chúng ta mà em bé bị suy dinh dưỡng, bị thấp còi thì lớn lên em bé cũng sẽ dễ bị cái thấp còi lúc mà em bé trưởng thành. Bởi vì là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi thì cái giai đoạn này nó rất là quan trọng. Vì thứ nhất là cái thể lực của em bé, rồi chiều cao em bé cũng phát triển rất là nhanh, không những kể về chiều cao cũng như là cân nặng, rồi tuổi này miễn dịch chưa hoàn thiện cho nên em bé rất hay bị ốm đau. Thế khi ốm thì lại biếng ăn. Thế biếng ăn thì nếu như mà chúng ta không để ý cái chế độ ăn cho em bé lúc mà em bé ốm đau mà không quan tâm nhiều, mà chúng ta thấy mẹ ốm không ăn thì chúng ta đôi khi chúng ta lại cố kệ em bé, thế rồi là đôi khi chúng ta lại cầu cứu vào những thứ khác, thì nó cũng sau một đợt ốm thì em bé nó cũng rất dễ bị chậm cân, chậm lên cân, và chậm lên cân thì đồng nghĩa mới là cái việc suy giảm miễn dịch và em bé lại dễ bị ốm tiếp, và nó tạo thành vòng xoắn bệnh lý, tức là cứ có những nhiều em bé nó cứ hết ốm đợt này đợt khác đến khám bệnh, cứ bảo bác ơi cháu vừa mới khỏi ho, khỏi sốt xong bây giờ cháu lại bị đi ngoài, và cháu chẳng chịu ăn uống gì cả, cháu thế nọ cháu thế kia, và cuối cùng là sau một tháng em bé lại không những không tăng cân mà lại còn đi sút cân. Thì để cho nuôi cho em bé tăng cân rất là khó, nhưng mà sút cân thì nó rất là dễ, sau mấy ngày ốm cũng có thể sút đi nửa cân rồi, hoặc sau một đợt đi ở chảy mà cũng có thể bị giảm đi nửa cân. Cho nên các bạn phải rất chú ý là nếu như mà chúng ta mà để cái giai đoạn mà giai đoạn 2 là cái giai đoạn vàng thứ hai đấy mà em bé lại bị còi xương suy dưỡng thì lúc lớn lên khi trưởng thành em bé cũng rất dễ là bị thấp còi, và nó sẽ khi trẻ bị thấp còi thì nó cũng sẽ khó khăn hơn trong những cái hoạt động cũng như là sinh hoạt cũng như là kiếm việc làm, nên chúng ta phải rất quan tâm chú ý khi mà em bé như mình có những biểu hiện ốm đau hoặc em bé biếng ăn, em bé không tăng cân, chúng ta nên theo dõi cân nặng cho em bé thường xuyên. Nếu như em bé mà thấy không thể tăng cân hoặc là chậm tăng cân hơn so với bình thường, chúng ta cũng nên đưa đến bác sĩ để các bác sĩ sẽ giúp mình xem là em bé của mình có vấn đề sức khỏe ở chỗ nào, để các bác sĩ sẽ tư vấn giúp mình để làm sao cho em bé như mình luôn luôn đạt chuẩn cả về chiều cao cũng như là cân nặng ở cái độ tuổi từ 0 đến 5 tuổi. Dạ vâng ạ, chắc chắn rồi ạ. Các mẹ thông thái thì sẽ luôn đưa cho mình những cái lựa chọn nó tối ưu nhất khi mà cần thiết có được một cái sự tăng tốc tích cực chẳng hạn để cho các bé có thể phát triển chiều cao, thì các mẹ sẽ đưa con đi thăm khám các bác sĩ chuyên khoa nhi, các bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng để được tư vấn. Thế nhưng mà nhiều mẹ thì đơn giản vấn đề đi rất là nhiều. Đó là nếu mà muốn con phát triển chiều cao thì chúng ta cứ bổ sung canxi thôi. Bé mà ăn uống được thì thậm chí còn không cần phải uống canxi nữa. Thì cái quan điểm này nó đúng hay sai ạ? Và canxi thì nó có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể cũng như là sự phát triển chiều cao của các bé ạ? Đúng như Thủy Nguyên nói là canxi thì nó rất là quan trọng đối với cơ thể con người, vì đó là thành phần chính của xương và răng. Thì người ta thấy là 99% lượng canxi tập trung ở xương và răng, còn lại là 1% thì tập trung ở trong máu. Tuy trong máu chỉ có 1% thôi, nhưng mà cái 1% đấy nó cũng rất là quan trọng, bởi vì nó cái tham gia vào cái điều hòa hoạt động của cơ thể, đảm bảo sự dẫn truyền thông tin giữa các tế bào và duy trì sự hưng phấn của thần kinh cơ, và tham gia vào hoạt động co giãn của cơ bắp. Và nếu thiếu canxi thì rất dễ bị gây các cái cơn tetani, rồi gây co giật, rồi canxi còn tham gia vào quá trình đông máu, rồi điều hòa nhịp tim, vân vân. Thế thì canxi quan trọng như vậy, nhưng mà có một điều là cơ thể chúng ta lại không tổng hợp được canxi, mà hàng ngày nó phải được bổ sung thông qua con đường ăn uống. Nếu như một em bé mà ăn uống tốt này, phát triển tốt, mà cân nặng và chiều cao luôn luôn đạt chuẩn, thì tôi nghĩ rằng là cái việc bổ sung canxi bằng đường ăn uống là đúng rồi, phải không Thủy Nguyên? Dạ vâng. Thế nhưng mà đối với những em bé mà hay bị ốm vặt này, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà dưới 5 tuổi là cái giai đoạn nhà trẻ mẫu giáo, giai đoạn này là cái giai đoạn mà nó cũng rất hay bị ốm vặt, rồi giai đoạn này là cái giai đoạn mà cơ thể em bé phát triển nhanh nhất trong một cái đời người, thì cái canxi nó lại rất là quan trọng.
cái nhu cầu canxi nó rất quan trọng trong sự phát triển chiều cao của cái độ tuổi trong cái giai đoạn này, bởi vì chúng ta biết là độ tuổi cái chiều cao của em bé trước 3 tuổi nó sẽ quyết định cái chiều cao của em bé khi em bé trưởng thành. Mà cái giai đoạn này thì em bé lại phải trải qua nhiều các cái chế độ ăn, rồi nhiều các môi trường sống như là môi trường nhà, rồi nhà trẻ, rồi mẫu giáo. Bởi vậy cái nguy cơ mà thiếu canxi nó cũng rất là cao. Nếu như trường hợp em bé nhà mình mà hay bị ốm vặt này, rồi những em bé biếng ăn, rồi chậm tăng cân, rồi cân nặng chưa đạt vân vân, thì cũng chúng ta cũng nên hàng ngày chúng ta nên bổ sung thêm cái lượng canxi cần thiết cho nhu cầu của em bé, để làm sao cơ thể của em bé khi mà ăn uống kém như vậy thì chúng ta bổ sung những cái vi chất, bổ sung canxi cho em bé để làm sao đảm bảo cơ thể của em bé vẫn có đầy đủ canxi cho cái sự phát triển của hệ xương, và em bé vẫn không bị, mặc dù là ăn uống ít hơn, kém hơn, nhưng mà cái chiều cao của em bé nó vẫn đạt chuẩn. Dạ vâng ạ, canxi quả là một dưỡng chất vô cùng quan trọng cho sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên nếu mà chỉ nghĩ đơn giản là cần trẻ cao lớn thì hãy cho uống canxi đi, thì điều đó nó lại không đầy đủ, bởi vì chúng ta cũng thấy rồi, rất nhiều các chuyên đề tư vấn trong nhiều năm trở lại đây thì các bác sĩ mà JFM cũng muốn mời đến tư vấn cho các thính giả, thì các bác sĩ luôn nhấn mạnh rằng là bổ sung canxi là phải đúng, phải đủ thì mới mang lại hiệu quả tốt nhất. Vậy thì thưa bác sĩ ạ, trên thị trường hiện nay thì có thể nói rằng cái thị trường mà các cái sản phẩm phục vụ cho các bé nó là rất là tiềm năng, rất là nhiều những cái nhãn hàng cung cấp những cái sản phẩm canxi để bổ sung chiều cao cho các bé. Thế nhưng mà nếu chỉ bổ sung canxi thôi thì nó sẽ để lại những cái nguy cơ gì ở phía đằng sau đó ạ? Xin nhờ bác sĩ ạ. Chúng ta biết rằng là canxi thì nó là một cái dưỡng chất rất là quan trọng cho cái sự phát triển của con người, không những đối với trẻ con mà đối với cả người lớn. Khi chúng ta đã về già rồi thì canxi cũng giúp cho chúng ta là phòng chống loãng xương, nhưng cái việc bổ sung canxi như thế nào cho đúng và cho đủ thì nó không phải đơn giản. Có một câu này, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại thành hòn đá to, tức là gì? Nếu chúng ta chỉ bổ sung canxi không thì cái cũng không đủ để cho cơ thể, bởi vì là cơ thể ngoài cái canxi đương nhiên nó là cái thành phần chính của xương và răng, và nó chiếm tỷ lệ 99% trong xương và răng, nhưng mà canxi nó chỉ ngoài canxi ra thì hệ xương chúng ta muốn chắc khỏe thì còn nhiều các cái hợp chất khác, mà cái hợp chất này là các hợp chất nó bao gồm cả những chất vô cơ và các cái chất hữu cơ. Tức là cái canxi thì nó tuy là 99% nó ở trong lượng xương chiếm ở trong, có mặt ở trong xương và răng, nhưng mà ở xương khô thì nó chỉ chiếm 7% trọng lượng của xương khô thôi, còn lại là các thành phần khác như là mangan, như là kẽm, như là đồng, như boron, silic, rồi còn các chất hữu cơ nữa. Các chất hữu cơ chiếm 30% trong tổng lượng, tức là bao gồm các phức hợp collagen protein, rồi các gluco protein, rồi các glucosaminoglycan, rồi các chondroitin sunfat vân vân, nó kết hợp với các protein và nó tạo, nhờ có các hợp chất vô cơ và các chất hữu cơ này nó liên kết phụ thuộc lẫn nhau giúp xương chắc khỏe dẻo dai. Giống như chúng ta muốn xây một ngôi nhà, nếu chúng ta chỉ xếp những viên gạch lên thôi thì cái chắc chắn là nó không thể thành bức tường được, mà chúng ta cần phải có xi măng, có cát, có vôi, chúng ta trộn vào nhau thì chúng ta mới gắn những cái viên gạch này vào, nó tạo thành bức tường vững chắc cho chúng ta được. Chứ nếu như chỉ có những viên gạch không thì cũng không thể nào mà chúng ta làm thành được một ngôi nhà được, đúng không Thủy Nguyên? Dạ. Bởi như vậy nếu chỉ có canxi không thì cũng không thể có giúp được hệ xương chúng ta vững chắc được. Mà ngoài canxi ra thì nó cần phải có những cái chất khác để giúp cho cái canxi vững chắc. Tức là để hấp thụ được canxi thì nó cần phải có yếu tố khác là cái vitamin D. Vitamin D nó có giúp hấp thu cái canxi từ ruột và tái hấp thu canxi từ thận, và hỗ trợ đưa vận chuyển canxi vào xương. Và để gắn trực tiếp canxi vào xương thì cần hợp chất khác, là đó là cái vitamin MK7. MK7 thực chất nó là cái vitamin K2 và nó giúp gắn canxi vào xương. Nếu thiếu đi cái vitamin D và MK7 thì cơ thể không thể hấp thu được canxi và dẫn đến là loãng xương ở người già và còi xương ở trẻ nhỏ. Và trẻ còi cọc không phát triển được chiều cao thì lớn lên nó cũng dễ bị thấp còi. Rồi khi mà cái thiếu canxi như vậy thì trẻ nó hay chạy chơi, mà nó chạy chơi nhiều nó dễ vấp ngã thì lại dễ bị gãy xương. Thế rồi người lớn cũng như vậy, nếu thiếu canxi thì người lớn cũng sẽ dễ bị đau nhức khớp xương, rồi khi ngã, nhất là người già mà khi ngã thì rất là lâu lành. Bởi vậy chúng ta biết là canxi tuy quan trọng nhưng mà vẫn phải có nhiều những chất khác để giúp cho cái việc mà canxi gắn vào xương và giúp cho xương phát triển. Cũng giống như là chúng ta muốn xây bức tường, chúng ta cần ngoài gạch ra chúng ta cũng phải cần có vôi vữa cát nữa. Dạ vâng, đấy, hôm nay thì bác sĩ Đinh Ngọc Hoa cũng mang đến cái phần tư vấn của mình những cái thông tin mặc dù đã rất quen thuộc thôi, nhưng mà bác sĩ cũng đã lựa chọn cái
hình ảnh giải thích nó cũng rất là tươi mới và khiến cho chúng ta vô cùng là dễ hiểu đúng không ạ? Vai trò của canxi kết hợp với D3 và MK7, các thính giả thân mến ạ, nếu như mà quý vị thường xuyên đồng hành cùng kênh sóng JFM thì quý vị cũng sẽ nắm rất là rõ vai trò của bộ ba này trong việc là cung cấp canxi đúng và đủ, đặc biệt là đối với trẻ dưới 5 tuổi, trẻ mong muốn phát triển chiều cao chẳng hạn, chúng ta cũng không thể bỏ qua vai trò của bộ ba này. Thế nhưng mà trong ăn uống mà bổ sung được cả canxi, cả D3 hay là MK7 là vô cùng khó khăn. Và thị trường hiện nay thì các cái sản phẩm mà có chứa canxi nó cũng rất là nhiều. Thưa bác sĩ ạ, một cái gợi ý như thế nào để cho các bậc phụ huynh có thể tìm thấy những cái dưỡng chất này đầy đủ ở trong cái sản phẩm tiện lợi nhất để bổ sung cho các bé ạ? Thực ra thì cái cách tốt nhất để bổ sung canxi cho bé thì vẫn là thông qua khẩu phần mà chúng ta ăn hàng ngày. Thế thì sữa mẹ cũng là cái thành phần mà có chứa nhiều canxi nhất và dễ hấp thu nhất, nên chúng ta cố gắng cho em bé bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Và khi mà trẻ hết mà cái bú mẹ như thế, và chúng ta khi 6 tháng thì bắt đầu cho trẻ ăn dặm, và chúng ta cố gắng là duy trì cái bú mẹ đến 2 tuổi. Và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là bú mẹ đến 2 tuổi chúng thì để làm sao tận dụng được cái nguồn sữa mẹ một cách tốt nhất. Mặc dù khi mẹ 6 tháng thì đã bắt đầu phải đi làm, chế độ ăn của mẹ nó cũng giảm đi, chất lượng sữa của mẹ nó cũng giảm đi, nhưng mà dù sao nó vẫn còn tốt hơn cái sữa công thức. Cho nên là chúng ta vẫn là cố gắng làm sao mà cho bú mẹ với thời gian tối đa là có thể. Thế và khi mà trẻ hết bú mẹ thì trẻ vẫn cần phải có một lượng sữa hàng ngày, tức là cần khoảng 400-500ml sữa cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi, và khi trẻ trên đến 9 tuổi cũng phải cần khoảng 500ml sữa một ngày, vì trong sữa cái hàm lượng canxi cũng rất là cao. Và cái khi mà trẻ đến tuổi ăn dặm thì vào các giai đoạn vàng phát triển chiều cao, chúng ta ưu tiên các nhóm thực phẩm mà có chứa nhiều canxi như là tôm, cua, cá và hải sản, ăn nhiều rau xanh, người uống sữa và các sản phẩm từ sữa hàm, và cái trong cái thức ăn thì nó cũng có cái vitamin D, nhưng mà vitamin D nó có rất là ít, có trong trứng, trong cá biển và trong nấm, và 80% cái lượng canxi về 80% cái lượng vitamin D là được hấp thu qua da nhờ ánh sáng mặt trời. Cho nên chúng ta phải để ý khi trẻ nhỏ thì cho em bé tắm nắng này, rồi khi trẻ lớn hơn thì cho em bé vui chơi ngoài trời vào buổi sáng. Mỗi buổi sáng vui chơi khoảng 30 phút thì cũng khá, giúp cho em bé là hấp thu được cái vitamin D được là tốt. Rồi cái MK7 thì cũng có trong sữa, trong phô mai và các sản phẩm lên men từ đậu nành. Mà nếu bé nhà mình mà phát triển tốt, cân nặng đủ chuẩn thì cái nguồn thức ăn cũng có thể cung cấp đầy đủ cho em bé. Nhưng mà ngay cả tại Mỹ thì cái thông qua chế độ ăn thì cái nhu cái lượng canxi cũng chỉ hấp thu được khoảng 60%, ở Việt Nam cũng như vậy. Cái lượng canxi thông qua khẩu phần ăn uống cũng chỉ chiếm khoảng trên 50% cái nhu cầu so với cơ thể. Nhưng bởi vậy để cho em bé phát triển được đúng theo chuẩn quốc tế thì chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta bổ sung thêm các cái chế độ ăn vào những cái thời kỳ mà em bé phát triển tốt và ưu tiên những thực phẩm chứa nhiều canxi, thì chúng ta cũng nên bổ sung thêm cái cho em bé những cái sản phẩm mà nó có chứa sẵn những cái canxi, vitamin D và K7 và các cái vi chất dinh dưỡng để giúp cho em bé được cung cấp đầy đủ cái nhu cầu canxi so với cơ thể. Vì chúng ta biết rằng nhiều khi là chúng ta ăn uống như vậy nhưng mà những cái thói quen như là ăn mặn hoặc ăn nhiều đạm quá thì nó sẽ dễ làm cho tăng cái đào thải canxi qua thận. Thế và nếu ăn nhiều chất xơ và ngũ cốc thì nó cũng sẽ làm giảm cái hấp thu canxi. Bởi vậy là tuy là ăn được như thế nhưng mà nếu ăn mà nó không đúng, không hợp lý thì cái việc hấp thu canxi nó cũng sẽ không được tốt cho cái nhu cầu cơ thể. Cho nên là trong trường hợp đó thì để cho bé nhà mình phát triển được tốt thì chúng ta không gì bằng là hàng năm chúng ta nên bổ sung thêm các cái thực phẩm mà nó có chứa cái canxi, cái vitamin D và MK7 để giúp cho bé phát triển cái chiều cao đúng chuẩn quốc tế. Dạ vâng ạ, rất cảm ơn những thông tin của bác sĩ Đinh Ngọc Hoa. Thưa quý vị, xin được nhắc lại tổng đài của chúng tôi 1900 6255, nếu như quý vị đang quan tâm tới việc là tăng chiều cao cho trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi ạ, quý vị hãy nhanh chóng nhấc máy lên và gọi về đăng ký kết nối để lại tên và số điện thoại. Sau đó thì ban biên tập cũng sẽ gọi lại để quý vị không cần phải băn khoăn về mặt cước phí. Ngoài ra như thường lệ, cùng với phần tham gia tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa đến từ bệnh viện Sanh Pôn, tất cả những cái băn khoăn trăn trở về các bệnh nhi, quý vị cũng có thể gọi điện về cho chúng tôi, tổng đài là 1900 6255. Có thể nói rằng các gia đình mà nuôi con nhỏ mà các bạn ấy ăn uống được thì cha mẹ cũng đã đỡ vất vả đi đến 50% rồi. Khi mà các con hợp tác thì thứ nhất là chúng ta thấy rồi, cân nặng là được cải thiện đáng kể, còn chiều cao có tăng hay không thì nó vẫn còn là một cái câu chuyện
chuyện khác mà chúng ta còn phải tính đến nhiều cái yếu tố. Như bác sĩ cũng nói từ phần đầu của chương trình, đó là cái chế độ sinh hoạt, rồi thì ngủ nghỉ, luyện tập cũng như là yếu tố di truyền nữa. Bên cạnh đó thì cũng rất là cần những cái đợt mà chúng ta bổ sung những cái sản phẩm có chứa đầy đủ canxi, rồi D3, rồi MK7. Và ở trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều những cái dòng sản phẩm khác nhau, như Thủy Nguyên cũng đã chia sẻ cùng với bác sĩ Đinh Ngọc Hòa, và các bậc phụ huynh thì rất là hoang mang, không biết nên lựa chọn những cái sản phẩm như thế nào, với tiêu chí ra sao để lựa chọn cho con của mình thì là tốt nhất ạ. Như các bạn biết là đúng như vậy, Thủy Nguyên nói rất là đúng, trên thị trường bây giờ có rất là nhiều những cái loại canxi. Vậy lựa chọn cái sản phẩm như thế nào cho phù hợp với bé yêu của mình, vì chúng ta biết rằng là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi thì các hệ thống cơ quan thì nó cũng đang dần hoàn thiện. Nếu như chúng ta mà dùng nó không đúng thì không những nó lại không có lợi cho trẻ mà đôi khi nó lại còn gây những cái tác hại, ví dụ những cái chế phẩm canxi vô cơ chẳng hạn, thì như là canxi clorua, thì khi mà chúng ta dùng thì phần trọng lượng phân tử nó to, mà canxi thì các bạn biết rồi đấy, chúng ta không thể dùng ngày 1 ngày 2 được, mà nó phải dùng kéo dài, vì nó là cái nhu cầu hàng ngày của cơ thể con người, thì chúng ta không thể bổ sung ngay một lúc nhanh và liều cao được, mà chúng ta phải dùng với cái liều vừa đủ với nhu cầu hàng ngày chúng ta mà thôi. Nếu như vậy chúng ta dùng một loại canxi vô cơ thì nó cũng sẽ dễ bị khiến cho là em bé nhà mình nó bị lắng đọng canxi tại ruột, và nó dẫn đến hiện tượng là táo bón này, rồi dùng nhiều canxi thì nó sẽ dẫn đến là cũng làm cho em bé bị rối loạn nước ngủ vân vân. Thế thì chúng ta phải lựa chọn những sản phẩm canxi thế nào cho phù hợp. Thì ngày nay với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì người ta cũng chế ra các loại canxi nano có trọng lượng phân tử rất là nhỏ và nó rất là dễ hấp thu, và với trọng lượng phân tử nhỏ như vậy thì nó rất phù hợp với em bé, vì là nó không gây lắng đọng tại thận, nó không gây cặn thận, không gây sỏi thận, rồi nó không lắng đọng tại ruột, không làm cho em bé bị táo bón. Và nó với trọng lượng phân tử nhỏ như vậy thì nó sẽ giúp cho cái việc hấp thu qua ruột một cách rất là dễ dàng. Ví dụ như là cái sản phẩm Body Vitamin thì là một cái sản phẩm mà nó có chứa đầy đủ là canxi nano, vitamin D và cái MK7. Và ngoài ra thì lại có cũng rất nhiều cái chế phẩm dành cho từng lứa độ tuổi khác nhau. Ví dụ như là cái bộ 3 Body Vitamin 2 và Body Vitamin 3, có cái như là cái Body Vitamin 2 thì trong đó, trong ngoài thành phần là có chứa canxi nano, vitamin D và MK7 và các cái vi chất dinh dưỡng khác như là kẽm, như là đồng, mangan vân vân, còn chứa cái chất là cái immunalpha và cái colostrum. Colostrum chính là sữa non. Immunalpha và colostrum thì có tác dụng làm cho trẻ tăng cường sức đề kháng và chống ốm vặt, và nhất là và dùng cho em bé từ 6 tháng cho đến 3 tuổi. Ở cái tuổi này là cái tuổi mà nó có cái khoảng trống miễn dịch và em bé rất hay bị ốm vặt, cho nên cái việc mà chúng ta dùng cái sản phẩm mà nó vừa có chứa những cái vi chất giúp cho em bé phát triển tốt về mặt thể chất, nó giúp cho bé tăng cường sức đề kháng, mà em bé hết ốm vặt, không ốm vặt nữa, em bé sẽ ăn ngon và sẽ phát triển đầy đủ, thì cũng là cái sự lựa chọn mà các mẹ tốt nhất, cái sự lựa chọn tốt nhất mà các mẹ nên dành cho em bé yêu của mình. Thế ngoài ra thì có cái sản phẩm Body Vitamin 3, thì ngoài cái việc chứa ba cái hoạt chất là canxi, vitamin D và vitamin D3 và cái MK7 ra, thì còn chứa thêm cái DHA, cái taurin và carbiberin, nó giúp cho trẻ bảo vệ mắt và phát triển trí não. Carbiberin nó là cái chất chống oxy hóa mạnh, giúp cho việc cải thiện thị giác, bảo vệ võng mạc, chống rối loạn điều tiết, nhất là khi bé bắt đầu làm quen với cái môi trường hoạt động tập thể này. Khi em bé đến tuổi mẫu giáo thì em bé đã bắt đầu làm quen với việc tập vẽ này. Rồi khi lớn hơn một chút thì cô giáo cũng sẽ hướng dẫn em bé là tập mà cách nhận biết các chữ cái này. Thế thì khi bé mới bắt đầu làm quen như vậy mà chúng ta bổ sung thêm một cái sản phẩm giúp hỗ trợ cho cái mắt của em bé và giúp cho phát triển trí não được tốt, thì đấy cũng là cái sự lựa chọn tốt mà bố mẹ nên dành cho bé yêu của mình. Dạ vâng ạ, những gợi ý từ phía chuyên gia của chương trình, hy vọng là các bậc phụ huynh chúng ta cũng sẽ tham khảo và sử dụng những cái sản phẩm tốt với những cái dưỡng chất mà rất là phù hợp cho bé trong cái giai đoạn phát triển như thế này. Không biết là cái liều dùng thì sao ạ? Thường thì chúng ta hay khuyến cáo là sử dụng 3 tới 6 tháng đối với những cái sản phẩm mà chúng ta gọi là thực phẩm chức năng hay là thực phẩm bảo vệ sức khỏe như thế này. Thì với Body Vitamin 2 và 3 thì cái liều dùng khuyến nghị cho các bé sẽ là như thế nào ạ?
Thực ra chúng ta biết rất rõ là cái tất cả các vi chất như canxi thì cơ thể chúng ta cũng rõ ràng là nhu cầu rất là cao, nhưng cơ thể chúng ta lại không tự sản xuất ra canxi, cho nên là vẫn phải thông qua con đường ăn uống, thông qua các loại thực phẩm để chúng ta đưa vào cho cái nhu cầu cơ thể của chúng ta. Và cái đối với những sản phẩm như là cái Body 15 thì cái chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng lâu dài được, bởi vì là cái canxi thì nó là cái canxi nano, cái trọng lượng phân tử nó rất là nhỏ. Cái MK7 thì nó được chiết xuất từ đậu nành lên men theo cái truyền thống natto của Nhật Bản, cho nên là cũng có nguồn gốc từ thiên nhiên, nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta sử dụng, vì chúng ta sử dụng được lâu dài. Và Immun Alpha thì được chiết xuất từ vách tế bào nấm men Saccharomyces và được sản xuất theo công nghệ Mỹ, và sữa non thì được lấy từ sữa của những con bò mới sinh và đã được kiểm chứng của Hiệp hội Y tế Hoa Kỳ. Và sản phẩm này có nguồn gốc từ thiên nhiên, đã được sản xuất và kiểm chứng theo công nghệ hiện đại và đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm dùng lâu dài mà không gây tác dụng phụ gì. Thế mà đối với mỗi một đợt các thông thường thì các bạn nên bổ sung cho em bé vào những cái một năm hai đợt, ví dụ như là vào cái đợt mùa đông chẳng hạn. Thế thì một năm có thể mỗi một đợt có thể dùng là trong vòng từ 2 cho đến 3 tháng, và bạn có thể dùng một gói một ngày đối với trẻ mà từ 6 tháng cho đến 2 tuổi, còn trẻ trên 2 tuổi thì bạn có thể dùng gói cốm từ 1 đến 2 gói trong một ngày. Và cái này cũng rất là dễ ăn, thì các bạn có thể hòa gói cốm với sữa chua, hoặc là hòa với nước, hoặc là có thể trộn với thức ăn, hoặc là trộn với nước quả. Và nó cũng không cần thiết phải dùng trước hoặc là sau bữa ăn, bạn có thể uống vào lúc nào cũng được. Và nó cũng rất là tiện lợi khi mà chúng ta sử dụng. Và cái canxi nano, canxi trong sản phẩm là canxi nano, cho nên là nó hoàn toàn không gây lắng động tại thận, cũng như không gây lắng động tại ruột, và cũng không gây đến các tác dụng phụ nào cả. Nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mà chúng ta sử dụng lâu dài. Dạ vâng ạ. Như vậy là trong số các cái yếu tố mà tác động tới chiều cao thì yếu tố dinh dưỡng là chúng ta cũng có thể can thiệp rồi. Các bậc phụ huynh cũng có thể bổ sung thêm cho trẻ. Bên cạnh chế độ ăn uống đầy đủ thì chúng ta cũng có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm với những cái dưỡng chất như là canxi nano D3MK7 hay những cái thành phần khác nữa giúp trẻ có thể là tăng sức đề kháng, rồi thì phát triển trí não vân vân. Thế nhưng mà nếu như mà ai đó nghĩ rằng là chúng ta cứ phó mặc cái niềm tin cũng như là cái hy vọng cải thiện chiều cao tốt nhất cho các bé thông qua những sản phẩm như thế này, thì chúng tôi phải khẳng định ngay là sẽ không được cái hiệu quả như kỳ vọng đâu. Quý vị hãy quan tâm nhiều hơn tới chế độ sinh hoạt của các bé, chế độ vận động của các bé. Và rõ ràng là trong cái giai đoạn dưới 5 tuổi thì nó là khó, nhưng mà không phải là không làm được. Là sẽ có những cái cách khác nhau, và quan trọng là các bậc phụ huynh có kiên trì hay không, đúng không ạ? Vâng, thưa bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, có lẽ một câu hỏi cuối cùng thôi, chúng ta sẽ khép lại phần 1 cùng cung cấp thông tin cho các thính giả ở đây. Xin nhờ bác sĩ một lần nữa hãy giới thiệu những cái cách để cha mẹ có thể đồng hành cùng các bé trong giai đoạn dưới 5 tuổi trong việc luyện tập và vận động ạ. Đúng như Thủy Nguyên nói, tức là cái chế độ ăn thì đúng là quan trọng nhất, nhưng mà thực ra thì chế độ ăn cũng chỉ chiếm 31% trong quá trình phát triển của em bé. Thì ngoài ra thì còn rất là nhiều những yếu tố khác, như là tôi vừa mới chia sẻ từ lúc ban đầu, tức là để cho em bé phát triển tốt thì là đúng là cái chế độ ăn vẫn là quan trọng nhất và vẫn là cái chúng ta cần phải quan tâm hàng đầu. Nhưng mà chúng ta ngoài cái việc ăn uống ra, chúng ta cũng nên quan tâm vấn đề khác nữa. Nhưng tôi thấy đa số các bà mẹ là có con nhỏ là hầu hết là chỉ quan tâm vấn đề ăn uống là chính, tức là làm sao cho đúng rồi, làm sao cho bé cân nặng, cho bé đạt là được, hoặc là bé không thấy bé không tăng cân thì các mẹ lo lắng, chứ còn thực ra ít quan tâm những vấn đề khác. Bây giờ nói rằng là như là để cho phát triển chiều cao thì ngoài chế độ dinh dưỡng thì còn rất nhiều vấn đề khác nữa, ví dụ như là thể thao này, rồi những cái yếu tố khác như là yếu tố môi trường xã hội, giấc ngủ này cũng rất là quan trọng. Thế thì chúng ta cái ngoài việc mà chăm sóc bé một cái chế độ ăn tốt rồi, chúng ta cũng nên cho em bé vui chơi ngoài trời buổi sáng. Ngay cả những em bé mà nhỏ mới sinh cũng vẫn có thể dù bé thể thao được, ví dụ mới đẻ chẳng hạn. Thì thông thường ngày xưa các em bé cứ bảo rằng là các cụ hay bắt là phải quấn chân quấn tay vào để cho em bé khỏi giật mình đấy. Thế nhưng mà thực ra cái việc quấn ấy thì tôi mới thấy rằng là nó chả có tác dụng gì cả. Và chúng ta nên để tay cho em bé được vận động. Tức là khi cái tân chân cái tay của bé được vận động thì bé sẽ nhanh được cứng cáp hơn. Thế thì buổi sáng chúng ta có thể nắn chân nắn tay cho em bé, rồi dù bé tập thể thao, ngay cả lúc bé mới sinh cũng có thể cho bé tập thể dục tại nằm tại giường tập thể dục cũng vẫn được cơ mà. Thế và khi em bé được 3 tuần tuổi có thể cho em bé
tắm nắng này, rồi là khi em bé lớn lên hơn nữa, khi em bé đã biết ngồi rồi thì có thể cho em bé ngồi vào những cái xe mà có cái bánh xe để nó lăn lăn chạy thì đúng là giúp cho em bé nhanh biết đi hơn. Và khi em bé đến đại tuổi mà có 2 tuổi chẳng hạn hoặc 3 tuổi mẹ đã đi tốt rồi thì cũng có thể giúp cho em bé là chọn những cái phương tiện, như là em bé có thể tập xe, như là chọn những cái xe đạp ba bánh chẳng hạn, thì có thể cho em bé tập, thì đấy cũng là một hình thức thể thao nhẹ nhàng. Tức là làm sao chúng ta chọn những cái hình thức thể thao nó phù hợp với cái lứa tuổi của em bé theo từng độ tuổi thì em bé cũng sẽ giúp cho em bé phát triển được cái chiều cao được tốt hơn. Ngoài ra cái giấc ngủ cũng như vậy, khi em bé còn ban ngày em bé ăn tốt này thì đến rồi em bé chơi ngoan thì đến đêm em bé cũng sẽ ngủ tốt. Và khi em bé có được giấc ngủ tốt thì cũng sẽ giúp cho cái hormone phát giúp các hormone và tăng trưởng nó được tiết nhiều hơn và cái chiều cao của em bé cũng sẽ nhanh hơn. Nên tôi nghĩ là tất cả nó cũng phải toàn diện chứ không phải từ một cái phương pháp nào cả, mà chúng ta phải kết hợp toàn diện, vừa ăn uống này, vừa vui chơi này, rồi vui chơi lành mạnh và ngủ đủ giấc thì em bé nhà mình mới có thể phát triển chiều cao đúng chuẩn và lớn lên chắc chắn là sẽ có nhiều cơ hội thành công. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Đinh Ngọc Hoa. Và quý vị thính giả thân mến, thêm một lưu ý nho nhỏ nữa, chúng ta hãy đặt điện thoại xuống khi mà ở bên cạnh các con yêu của mình, cũng đừng trao cho các bé những chiếc điện thoại vì như vậy thì đã tước đi cái khả năng được vui chơi, vận động và được giao tiếp với thế giới xung quanh vô cùng là đầy màu sắc của các con rồi. Cảm ơn quý vị cũng đã theo dõi phần trao đổi đầu tiên giữa Thủy Nguyên và bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, bác sĩ chuyên khoa nhi bệnh viện Sanh Pôn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng phát sóng trực tiếp từ 9h30 phút đến 10h30 phút và thông qua đường dây nóng 19006255, chúng tôi sẽ lắng nghe và giải quyết những câu hỏi mà quý vị đặt ra với chủ đề ngày hôm nay, cách tăng chiều cao cho trẻ dưới 5 tuổi cùng những băn khoăn về vấn đề nhi khoa khác. Xin được mời vị thính giả đầu tiên cũng đã kết nối thành công. Alo ạ. Alo, em chào chị. Dạ vâng, chào vị thính giả, mời chị đặt câu hỏi ạ. Dạ, em hỏi bác sĩ là em bé em 3 tháng nay nó không tăng cân. Chiều cao thì nó chỉ có tăng từ 1 như 6.7, 6.7 rồi tới 6.9, rồi 6.8. Nhưng mà 3 tháng thì nó không tăng cân mà nó lại lười ăn nữa. Dạ, em bé nhà em là được bao nhiêu tháng rồi ạ? Bé 10 tháng mà chỉ được có 10 tháng. Dạ. 10 tháng bé gái hay bé trai? Bé trai. Bé nặng mấy cân? 7 ký 8. 7 ký 8 à? Bé 10 tháng mà em bé mới có 7 ký 8 thì em bé bình thường là em bé phải đạt được 9 cân. 9 cân cho đến 9 cân rưỡi. Thế thì em bé như mình mà 10 tháng mà mới có 7 cân 8 thì em bé là đe dọa cái suy dinh dưỡng, tức là có nguy cơ cao là sẽ bị suy dinh dưỡng. Thế thì 10 tháng thì cái mức tối thiểu là em bé là 7 cân 4. 7 cân 4 thì mà bây giờ mình 7 cân 8, tức là nếu mà em bé từ 7 cân 4 trở xuống là em bé sẽ bị suy dinh dưỡng. Vậy thì cái này nó sẽ là cái có cái nguy cơ cao là cái suy dinh dưỡng. Không biết là em bé nhà bạn thì bây giờ ăn như thế nào, có còn bố mẹ không? Bố mẹ, bé cũng là bố mẹ nhưng mà bé ăn thì lại ăn rất ít. Ăn kém à? Dạ. Thế thì em thử nói xem một ngày em bé ăn như thế nào. Dạ, sáng em nấu cháo cho bé ăn, nhưng mà bé ăn không được nửa chén, chỉ vài muỗng là bé đã nghỉ ăn rồi. Rồi bé bú sữa bình á, thì chỉ có được có 40-50ml là bé cũng không bú nữa. Em bé như bạn có hay bị ốm vặt không? Dạ có. Em đi làm suốt ngày, em chỉ cho bé bú được buổi tối thôi. Thế mẹ bây giờ có còn đủ sữa không? Tối em bé đeo bú, em cảm giác là về thì bú được chút thôi, chứ còn tối khuya là sẽ không đủ sữa để cho em bé bú. Nhất là mẹ thì nhưng mà cho bé bú sữa bình thì bé lại không chịu bú. À, tức là tóm lại là ăn rất là ít. Thế thì chị nghĩ là thế này. Thế thì vấn đề em là ăn thì em bé ăn rất ít như vậy thì đương nhiên là em bé sẽ không đủ các vi chất dinh dưỡng rồi. Thế thì bây giờ em phải hôm nào đó em xin nghỉ có thời gian để đi khám ở trên em ở đâu nhỉ? Dạ, Sài Gòn. À, Bình Dương, có thể đi khám ở bệnh viện gần nhà mình để khám bác sĩ chuyên khoa về dinh dưỡng để bác sĩ sẽ tư vấn cho mình cái chế độ ăn một cách cụ thể hơn. Vì ở trên đài thì nó không có nhiều thời gian, nhưng mà theo chị nghĩ thì nếu mà bé 10 tháng ăn uống như vậy thì đúng là nó chưa đạt rồi. Thế thì em nhất là buổi sáng thì ăn cháo thì theo bác thì em nên chia bữa ăn theo giờ. Nên chia bữa ăn theo giờ để cho nó, vì thức ăn thường nó tồn tại trong dạ dày được khoảng 3 tiếng, sau 3 tiếng thức ăn nó mới đi hết khỏi dạ dày. Thì tức là dạ dày nó phải đói thì nó phải rỗng.
thì nó mới có cái báo lên trên, phản xạ báo trên não là đói, lúc đấy bé mới thèm ăn được. Thế và chúng ta tránh là khi bé ăn ít như vậy thì đôi khi là cái bữa ăn mà nó dày quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà tiêu hóa thức ăn của em bé. Nên là em nên đặt cho bé một cái lịch ăn, ví dụ như sáng thì em có thể cho em bé ăn cháo, có thể nấu một nồi cháo trắng rồi em để ở trong cái tủ lạnh, và đến bữa thì em lấy ra cho bé ăn. Thì đúng 10 tháng chưa ăn thể ăn được cháo hạt, chắc là em vẫn phải xay cháo rồi. Thế thì em có thể buổi sáng cho em cho ăn cháo thịt chẳng hạn. Khi cháo thịt thì em có thể cho thêm rau ngót, rau củ quả, nhưng mà không nên cho quá nhiều loại rau củ quả trong một bát cháo. Tức là làm sao, ví dụ như là cháo thịt chẳng hạn, thì em chỉ cho một loại rau thôi. Ví dụ như hôm nay thì em nấu với rau ngót chẳng hạn. Thế thì và đến trưa thì ăn cũng cái cháo đấy, thì em cho em ăn cháo cá chẳng hạn. Cháo cá thì em có thể cho thêm cái rau cải chẳng hạn. Tức là trong một bát bột của em bé thì chỉ nên có một hoặc hai loại rau thôi. Thế là một, tránh nghiền nát rau ra, bởi vì nhiều khi là các em cứ nấu cháo tiện mà các em cứ nấu cho một bữa cháo đây ăn cả ngày, và ăn thế nó sẽ rất nồng và rất khó ăn. Thế và cái bát cháo của em bé cũng phải thêm cái dầu ăn vào. Tức là làm sao một cái, trong một cái bữa ăn nó phải đầy đủ bốn thành phần dinh dưỡng. Tức là gì, nó phải có tinh bột, đó là cái nhóm cung cấp năng lượng, thì nó là bột gạo rồi. Thứ hai nữa là nó phải có đạm, thì đạm thì em sẽ thay thịt, cá, trứng, tôm, cua, thì em có đổi các bữa khác nhau. Và thứ ba cái nhóm nữa là nhóm nó phải có dầu ăn vào. Nó việc mà ăn dầu vậy thì nó sẽ giúp cho việc làm tan, thứ nhất là nó cung cấp năng lượng cho em bé này, thứ hai là nó sẽ giúp cho để làm tan một số những vitamin tan trong dầu, ví dụ chẳng hạn vitamin D này, vitamin A này, vitamin E này, nó phải có dầu nó mới tan được, thì cơ thể mới hấp thu đủ vi chất dinh dưỡng được. Bởi vậy em vẫn phải cho thêm một ít dầu ăn vào trong cái bát cháo của em bé này, rồi phải có thêm rau xanh, mà rau tránh nghiền nát, vì khi mà em xay ra như thế nó rất là nồng, rất khó ăn. Và em nên là thái nhỏ ra, thái nhỏ như tấm và nấu chín lên, mỗi một cái bữa thì cho một loại rau, vài loại rau khác nhau, chứ không nên cho nhiều loại rau củ quá thì nó sẽ nồng và rất là khó ăn. Thế và nếu như trường hợp sữa, ăn sữa chẳng hạn mà em bé bú bình, mà em bé nó không chịu mút cái bình đấy, thì mình là cũng phải xem là vệ sinh răng miệng của mình đã tốt chưa. Nhiều khi là em bé bị tưa miệng, em bé cũng rất khó ăn, không ăn được. Thế rồi là em, nếu mà em bé không chịu ăn, mình đã vệ sinh răng miệng tốt rồi, miệng lợi không bị viêm, không bị làm sao, mà em bé vẫn không chịu ăn, thì cũng nên là em đổ thìa. Có rất nhiều bạn, tức có những đứa nó cũng khó tính, nó cũng không ăn. Và như con của em gái chị là nó cũng bình nó không chịu bú, thìa nó cũng không chịu nuốt, mà mẹ nó đôi khi mẹ nó không phải dùng xin lanh mẹ cho mẹ ăn, mà nó hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, nhưng nó chả ốm đau gì cả. Đấy là có những đứa nó cũng khó ăn như vậy. Thì với những bạn đó nó khó ăn như vậy thì mình cũng phải tìm các cái cách để mình cho em bé ăn. Ví dụ như em có thể đổ thìa cho em bé rồi em cách xa bữa ăn ra, thì nó sẽ có cái việc mình tôn trọng cái cơ chế no đói của em bé, nó sẽ giúp cho em bé ăn được nhiều hơn. Thì chị nghĩ rằng là nếu mà có thời gian thì em cũng nên đến khám bác sĩ để bác sĩ kiểm tra xem là rồi có vấn đề gì về mặt dinh dưỡng hoặc thiếu hụt có vi chất gì. Thế ngoài ra trong thời gian mà chưa đến được bác sĩ, em có thể 10 tháng rồi em có thể bổ sung thêm cái, mà em bé những bạn hay uống vặt nữa thì có thể cho em bé uống thêm cái Brivitin 2. Ở trong đó nó có chứa cái Imuranfa và cái sữa non, nó có tác dụng giúp tăng cường sức đề kháng cho em bé, rồi nó có chứa cả canxi, vitamin D, MK7, rồi kẽm, rồi đồng mangan, vân vân, thì có chứa rất nhiều các vi chất dinh dưỡng giúp cho cơ thể em bé phát triển. Thế thì trong thời gian mà em chưa đi đến gặp được bác sĩ dinh dưỡng thì em cũng nên là thay đổi lại cái chế độ ăn như bác hướng dẫn và bổ sung thêm các cái vi chất dinh dưỡng cho bé. Dạ. Bổ sung canxi rồi em cũng nghe người ta nói, nhưng mà em thấy bé còn nhỏ thì em không có dám mua ở ngoài tiệm trước đây, rồi em không dám mua. À, từ 6 tháng trở lên thì cái sản phẩm Brivitin 2 chỉ hướng dẫn cho em đấy, thì giới thiệu cho em đấy thì là có thể dùng cho em bé từ 6 tháng tuổi trở lên. Thì em bé nhà mình đã 10 tháng thì em bé có thể uống được. Brivitin 2. Dạ vâng ạ, vị thính giả có thể tìm hiểu thêm cái thông tin về sản phẩm thông qua số điện thoại là 1900 1259 ạ, hoặc số 0896 509 509. Cảm ơn chị cũng đã nối máy với chúng tôi. Tiếp tục bên cạnh những câu hỏi gọi về cho chương trình thông qua đường dây nóng 1900 6255, chúng tôi cũng nhận được những bức thư gửi về hòm thư điện tử biên tập a.989.vn, và xin được nhờ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa sẽ giải đáp một câu hỏi như vậy ạ. Thưa bác sĩ ạ, con trai cháu được 16 tháng tuổi, cao có 80 phân thôi. Cháu có cho bé đi khám thì bác sĩ nói là bị thấp rồi, cần phải bổ sung thêm dinh dưỡng. Cháu nghe một người bạn khuyên là nên cho con uống thuốc tăng chiều cao. Không biết là có nên dùng thuốc để tăng chiều cao như vậy hay không ạ? Xin nhờ bác sĩ tư vấn ạ. À, chào bạn, em bé nhà bạn là năm nay là 16 tháng tuổi mà em bé cao 80 cm. Thì thực ra thì em bé cao 80 cm thì so với chuẩn thì em bé cũng đã đạt chuẩn rồi. Thế và ở cái tuổi 16 tháng thì
cái tuổi này nó cũng là cái giai đoạn vàng thứ hai để cái phát triển, giúp cho phát cái triển chiều cao. Thế mà thực ra thì thuốc tăng chiều cao thì nó cũng không có thuốc để tăng chiều cao, bởi vì rằng để phát triển chiều cao cho cơ thể thì chúng ta cần rất là nhiều các cái vi chất dinh dưỡng, chứ không chỉ là canxi. Mà canxi thì nó lại không phải là thuốc, mà canxi thì nó lại là cái khoáng chất mặc dù là khoáng chất quan trọng để cấu tạo nên bộ xương, nhưng mà ngoài canxi ra thì còn nhiều các cái vi chất dinh dưỡng khác, cho nên bạn đừng nhầm lẫn với cái việc mà thuốc tăng chiều cao và việc bổ sung các vi chất dinh dưỡng để giúp cho xương của em bé được chắc khỏe. Thế thì với em bé nhà bạn đã 16 tháng mới cao 80 cm rồi, thì cái chiều cao này nó cũng là so với cái chuẩn, thì cái chiều cao này của em bé nó cũng là đạt rồi. Tôi nghĩ rằng là cái chế độ ăn của em bé như bạn đang duy trì thì bạn cũng tiếp tục duy trì chế độ ăn cho em bé, và bạn cũng có thể bổ sung thêm những vi chất và giúp cho em bé nhà mình có được cái bộ hệ xương vững chắc. Và khi em bé có hệ xương vững chắc, em bé ăn uống tốt thì lúc đó em bé mới phát triển được cái chiều cao tốt. Như bạn có thể bổ sung cho em bé cái Bivitin 2 mỗi ngày một gói cho em bé, và trong khoảng từ 4 cho đến 8 tuần vào những dịp mà nó ví dụ như là mùa đông chẳng hạn. Mùa đông thì nó ít ánh nắng mặt trời hơn thì cái khả năng hấp thu vitamin D nó kém hơn, thì bạn cũng có thể bổ sung thêm cho em bé. Hoặc là bạn có thể, nếu em bé ăn uống tốt rồi, tăng cân tốt rồi, thì cái chế độ ăn dinh dưỡng hàng ngày của bạn, mà nếu như bạn theo dõi chiều cao cân nặng của em bé nó vẫn cứ đạt chuẩn, chiều cao đạt chuẩn, cân nặng đạt chuẩn, thì bạn cứ duy trì chế độ ăn như vậy cũng là tốt rồi. Còn việc thuốc tăng chiều cao thì tôi nghĩ rằng là bạn phải xem lại xem là cái quan điểm của mình hoặc là cái mong muốn của mình nó có đúng hay chính xác không, chứ còn thì nó, tôi cũng không thấy có cái thuốc nào mà để làm tăng chiều cao. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Và đây cũng là những cái lời khuyên cuối cùng ngày hôm nay trong thời lượng của chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng chúng tôi có thể chia sẻ cùng với các thính giả. Rất hy vọng quý vị cũng đã tìm thấy cho mình những cái kinh nghiệm, những cái lời khuyên hữu ích để cùng đồng hành với các con, giúp tăng chiều cao cho các con một cách tối ưu nhất. Một lần nữa trân trọng cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, bác sĩ chuyên khoa nhi Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội. Và cũng xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng gói cốm tăng chiều cao, tăng cường sức đề kháng, phát triển trí não, điều trị còi xương chậm lớn Previptin tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc số 0896 509 509, hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitivan.vn, chi tiết tại website bacsitivan.vn. Đến đây thì Nguyên xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bông hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7.